Thưa anh em, trên tay mình là sản phẩm iPhone 8 Plus được các chị em cực kỳ yêu quý luôn, bởi vì là vừa to vừa dài và các chị em bao giờ cũng chỉ thích to và dài thôi. Và đặc biệt là giá nó rất rẻ, thành ra là các chị em đều muốn mua. À, và các anh em cũng thích nữa. Và các bạn game thủ cũng cực kỳ thích luôn, bởi chơi game rất ngon. Sản phẩm này là sản phẩm trong các kỳ thi game thế giới người ta toàn dùng ấy. Người ta dùng sản phẩm này để chơi game luôn, bởi vì nó có các màn hình nói chung là chơi game vô đối luôn. Và tất nhiên là Apple mà, đây là hành iOS mà. Ứng dụng nào mà chả tương thích, game nào mà chả chơi ngon. Đấy. Chính vì nó đó mà rất nhiều người săn lùng và tìm mua sản phẩm này luôn. Thì có cung mà, và thì nhiều cầu. Rất nhiều máy ở trên thị trường hiện tại bây giờ là máy dựng anh em nhé. Máy dựng là như nào thì rõ ràng iPhone mà. iPhone từ khái niệm dựng nó có từ rất lâu đời rồi. Đó là những chiếc máy mà vỏ xấu này, những chiếc máy mà được sửa chữa này và mông má lại, làm đẹp lại để bán. Ngày xưa thì người ta làm mới, đóng hộp bán mới, bây giờ thì bán cũ người ta cũng sẵn sàng người ta làm. Chính vì thế ngày hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em mình mua một chiếc máy 8 Plus sao cho ngon nhất nhá. Bởi vì giá thành của nó hiện tại cũng không hề rẻ đâu. Ra đời từ năm 2017 đến bây giờ là 2 năm rồi. Đến hiện tại thời điểm mình đang làm clip này là vào tháng 9 năm 2019, giá của nó bên mình vẫn bán là 11.250.000 cho phiên bản 64GB quốc tế anh em nhá. Giá đấy bên mình thủ dạng là rẻ rồi, nhiều nơi nó còn bán đắt hơn cơ. Đó, chính vì lẽ đó rất nhiều trường hợp anh em đi mua dính phải máy có vấn đề nên rất là đau lòng. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em, nó cũng rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần bỏ ra 10 phút để xem nhá. Còn anh em tin tưởng cứ mua bên mình cũng được, bên mình có ship COD toàn quốc luôn và hoàn toàn miễn phí, không cần đặt cọc anh em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chính, thì iPhone 8 Plus chúng ta cùng nhìn qua nhá. Mình sẽ xem từ lưng trước. iPhone 8 Plus hiện tại chỉ có 4 màu tất cả, trong đó là màu đỏ này này, một cái màu vàng như thế này, màu này là chị em cực kỳ thích luôn, vàng hồng nhá. Nó lại không vàng lắm mà nó cũng không hồng lắm. Và sau đó là một cái màu trắng rất là cơ bản, học các bạn học sinh sinh viên cực kỳ thích cái màu này. Và đến một cái màu đen, anh em tầm 30 tuổi cực kỳ ưa chuộng. Đấy, bốn màu như này nhá, anh em nhìn thấy hấp dẫn không? Và sản phẩm hiện tại bên mình đang bán chủ yếu là đến thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Bên mình thì gần như là Mỹ, thì thỉnh thoảng có còn Hàn Quốc và Nhật Bản mình bán đều giá như nhau anh em nhé. 11.250.000 cho phiên bản màu trắng 64GB này. Các phiên bản khác thì đắt hơn 100-200. Và giá có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Anh em cứ cập nhật trên website msm.vn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào vỏ nào. Anh em có thể nhìn thấy những sản phẩm trên này của mình hoàn toàn không có một ký tự nào dưới này nữa đúng không? Đấy, chỉ có con màu đỏ có chữ màu đỏ đắt này, không nói làm gì rồi. Không có một ký tự về tiêu chuẩn môi trường, không ký tự về rác thải linh tinh. Đó là những sản phẩm đến từ châu Âu và Việt Nam sẽ có những in ở đây. Còn những sản phẩm của Mỹ sẽ không có, những sản phẩm của Nhật anh em lưu ý là sẽ không có nhá. Anh em nếu Hàn Quốc vậy, nếu mà có thì chắc chắn là một điều là anh em đã bị thay vỏ rồi. Và cái quan trọng nhất là anh em đi mua một chiếc máy giá trên 11 triệu cần phải đẹp. Mình sẽ cho anh em xem biết đẹp và zin nó sẽ là như thế nào. Anh em cùng xem nhá. Đấy. Trước mắt thì anh em có thể xem về cái vỏ. Máy nào như máy nào thôi, anh em cần xem một cái màu rất là chuẩn. Cái này cũng khó nói lắm, cái màu chuẩn là như thế nào thì cũng không có một cái tiêu chuẩn nào mà anh em có thể đưa cho anh em hiểu rõ được. Nhưng cái quan trọng nhất là anh em vào một cửa hàng, anh em xem máy, anh em cần yêu cầu hai cái màu giống nhau. Ví dụ anh em muốn mua một chiếc máy màu vàng thì anh em bảo nhận cửa hàng người ta đưa cho mình một chiếc máy màu vàng nữa để mình xem cái màu nó có đồng đều không. Màu mà đồng đều mình khẳng định 100% ở cửa hàng đó những là những máy tốt rồi. Còn vấn đề mà tiếp theo là mình xem tiếp. Đây anh em cùng lật lên nhá. Anh em có thể nhìn thấy được sau lưng này. Mình nói lại lần nữa là những chiếc máy của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, một số nước khác thì sẽ không có ký tự linh tinh ở dưới này nữa. Việt Nam, châu Âu sẽ có. Anh em đi mua máy kiểm tra bên trong, modem mà nó có chữ LL mà có những cái in ở dưới này thì anh em không nên mua nhá. Chỉ in mỗi chữ iPhone thôi. Và cái màu của chữ iPhone này và quả táo nó sẽ đồng đều với nhau. Phông chữ iPhone rất là đẹp luôn, 1:1 luôn. Nhìn đẹp như nhau luôn, cái nào cũng như cái nào. Anh em có thể nhìn thấy như này, đây là phông chữ iPhone. Còn quả táo rất là đều. Có một cái rất là hay, cái là quả táo này không bao giờ có kích thước thay đổi từ con 7 Plus cho đến 8 Plus anh em nhé. Nên anh em xem có thể so sánh được với 7 Plus cũng được. Kích thước nó giống nhau, cái đấy thì hơi khó thôi. Đấy. Anh em nhìn kỹ cái lưng này nó là lưng kính. Và mua nếu mà có xước một chút cũng không sao, bởi vì xước là yên tâm là chuẩn rồi. Đấy. Anh em có thể soi kỹ nhá, nó sẽ xước răm một chút bởi vì đã quá trình sử dụng rồi. Máy này là máy 99 nhá, không nên yêu cầu nó quá đẹp, nó rất là nguy hiểm. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhìn lên camera, cái này là quan trọng nhất. Anh em có thể nhìn camera nó đen một cách kinh khủng không? Nó đen, là đen luôn. Đấy, từ tận 6S trở lên nó sẽ đen như vậy đấy anh em. Anh em có thể nhìn nó đen kinh khủng không? Đấy, đây là một chiếc máy mà nó bị vỏ kính camera nó bị chảy nhá.
cái này là chuyện hoàn toàn bình thường của chiếc iPhone 7 Plus trở lên thôi. iPhone 8 Plus cũng bị tương tự như thế này, không sao cả. Những cái máy như này là camera là bỏ chuẩn luôn đấy, còn đẹp quá, đẹp hơn thì cũng tốt. Đây chúng ta có nhìn thấy camera đen xì nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang cái phần mic phụ, mic thu âm của camera này. Cái này nó khác 7 Plus nhá. 7 Plus thì nó sẽ tràn đầy lên trên vỏ, nhưng cái này thì nó nằm bên dưới. Nhưng anh em quan trọng nhất là cái màng loa bên dưới, màng của cái mic anh em nhìn thật là đẹp. Cái màng của mic không bị lõm hay là không bị mất. Nếu mà lõm mà mất thì chắc chắn đã bị thay và chọc vào rồi. Tiếp đó đây anh em nhìn sang cái đèn flash này. Cái đèn flash này nó nằm và nó là bên dưới cái kính luôn. Đấy, kính là liền với vỏ này anh em nhìn này, chứ không có một cái khối nào rời. Nếu cái đèn flash mà rời giống như 7 Plus nhá thì chắc chắn cái kính nó không bị xịn rồi. Anh em bỏ qua cái sản phẩm này nữa. Đấy. Cái lưng đằng sau đơn giản thôi, máy nào như máy nào thôi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái màu đỏ này. Màu đỏ thì có thêm chữ product ở đây. Đấy. Cái màu đỏ, riêng màu đỏ nó sẽ có thêm chữ này. Và cái táo của nó sẽ là màu bạc anh em nhé. Táo màu bạc đồng màu. Đây, màu bạc cũng là màu bạc luôn. Màu bạc, cái táo cũng là màu bạc như cái màu của cái gương ấy. Còn màu vàng là màu vàng. Và màu đen nó sẽ là màu đen bóng luôn. Anh em có nhìn thấy cái táo không? Đó, thì bây giờ anh em nhìn kỹ này. Sản phẩm này đã dùng ốp nhiều nó sẽ bị hằn như này này. Những sản phẩm như này là camera là vỏ xịn luôn. Còn vỏ kinh nhất là cái trường hợp là main cũng thay thành vỏ xịn. Main con máy xấu như cái máy đẹp thì hỏng main. Cái là thay sang cũng là chuyện bình thường, tí mình sẽ hướng dẫn anh em cách chỉ luôn. Đấy, quan trọng là như thế. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng xem đến viền nhá. Là sau lưng rồi, sau lưng nhìn như thế là ok rồi. Tiếp đến sau viền mình sẽ lấy hai con này lên. Anh em cùng xem. Tất cả những cái máy anh em bỏ hơn 11 triệu ra mua, anh em phải mua được một cái máy viền cực kỳ xịn luôn. Cực kỳ đẹp luôn, không có cấn mốt nặng, không có rơi. Anh em không nên mua những cái sản phẩm bị rơi nhá. Cứ đẹp như này được. Không chảy xước thì càng tốt, bên mình bán là gần như không chảy xước, mình chọn hết mà. Mình chọn rất kỹ rồi bán dạy giá rất rẻ, anh em cứ yên tâm như thế luôn. Đấy, anh em nhìn cái viền nó đều nó tắp này. Cái màu của sản phẩm 8 Plus anh em cứ lưu ý là nó rất là lì. Nó lì kinh khủng luôn. Đấy, cái màu sơn này, nếu anh em thấy cái màu sơn nó bóng, cảm giác như bị sơn lại thì bỏ luôn. Cái màu nó phải lì như thế này. Đấy, và nó đều tăm tắp anh em nhé. Chỗ này mà nó lại bóng, chỗ này mà nó lại không, nó lại lì thì không nên lấy. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Đấy. Nhất là trên cái vỏ này anh em nhìn cái nút gạt rung này, nó hay bị cũ đi. Thế là anh em gạt thử xem nó có bị bụi hay không. Nếu bụi bụi trong nút gạt rung này thì cũng yên tâm rồi, bởi vì đúng là máy cũng đã qua sử dụng, rất là yên tâm đúng không? Đấy, cái phím này cũng vậy. Tất cả các phím cục thật là cực kỳ chắc chắn nhá. Tất cả phím anh em cứ lay đi, nó sẽ rất là chắc chắn. Đây này. Nó sẽ rất là chắc chắn nhá. Đấy, nút gạt yên tâm là gạt tạch tạch luôn này. Đấy, gạt phát máy rung luôn. Đấy, bên này thế nhá. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn anh em nhá. Máy màu trắng này gạt này. Đó. Tiếp đó anh em lật cái đít này. Cái này là cái quan trọng này, để biết máy đã sử dụng nhiều hay chưa này. Và quan trọng là bây giờ mình mua cũ mà sử dụng rồi cũng không sao. Đó là cái chân sạc. Chân sạc của chiếc máy màu vàng, chiếc máy màu trắng và chiếc máy màu đỏ, nó sẽ có là màu trắng bên trong. Và anh em lưu ý, cái khe của chiếc máy màu đỏ này nó sẽ là màu bạc nhé. Cái này nó sẽ màu vàng sẫm và cái màu bạc cũng là màu bạc luôn. Anh em lưu ý không nên trắng quá, trắng tinh bên trong mà chưa có biết sử dụng. Nếu kiểm tra cái máy đó mới sản xuất hay là chỉ sạc có một hai lần thì ok. Còn nếu chiếc máy đó mà dùng lâu rồi, sạc lâu rồi, sản xuất lâu rồi mà vẫn trắng, chắc chắn là một điều là đã thay cho sạc rồi. Thay sạc không nguyên bản thì bỏ, không nên lấy nhá. Cũng ở trên cái phía chân sạc anh em sẽ nhìn qua hai cái miếng loa này, hai cái loa và mic này. Anh em phải nhìn rất là cũ, rất là cũ tất nhiên rồi, và cũng phải có bụi bên trong. Soi loa, soi cái đèn vào xem có bụi hay không, còn đẹp quá thì bỏ. Đẹp quá thì có thể thay rồi, bởi vì máy nó cũ mà. Mặc dù cửa hàng người ta có đánh đến mấy nữa thì kiểu dính với bụi. Đây là một sản phẩm của mình rất là đẹp, mình đánh rất là kỹ thì nó vẫn dính bụi. Đấy, đây sản phẩm này mình chưa đánh này, anh em có thể nhìn thấy nó bẩn. Đấy, nó vàng gạch luôn, anh em thấy không? Như vậy mới chuẩn là máy đã qua sử dụng anh em nhá. Chứ còn đẹp quá nên không nên. Đấy, mình cũng nói lại một câu là anh em đi mua máy đẹp quá không nên chọn, mà phải đẹp xuất sắc nhưng lại có vết đã sử dụng rồi, như những cái vết ở loa nó bụi, những cái vết ở viền xước xước một tí ở màn hình cũng không sao. Đấy, thì đó, đây chúng ta sẽ lên xem lên màn hình. Nào, chúng ta cùng lật màn hình lên xem nào. Sản phẩm này màu đỏ này thì khác với sản phẩm 70 lớp ở cái chỗ đó là màn hình của nó cũng là màu đen anh em nhé. Đây, màu đen sẽ là màn hình màu đen này, đỏ sẽ là màn hình màu đen này, màu vàng sẽ là màn hình màu trắng và màu bạc sẽ là màn hình màu trắng luôn. Đấy, anh em cùng xem màn hình, cùng nhớ lại màu đỏ này không có màn hình màu trắng đâu nhá. Màu trắng rất là nguy hiểm, bởi vì là cái màn hình này nó sẽ đi với phím home, và phím home này chỉ có một máy đi một máy thôi, không thể thay được, trừ trường hợp người ta thay phím home vật lý thôi. Thay phím home vật lý tất nhiên là không dùng con tay rồi, anh em có thể tắt máy luôn. Đây, mình có thể tắt máy đi nhá, và ấn nút này, nếu nút này lún
bỏ luôn, chắc chắn là phím không lõm rồi, và máy đấy chưa chắc là máy xịn. Phím home nó phải là ấn nó như một lớp kính, nó rất cứng, bởi vì phím home là phím home cảm ứng mà. Còn bật lên thì không nói, bật lên nó có cảm giác rồi. Ok, là soi cái màn hình nó có sức răm, chấp nhận được, bởi vì là màn hình này đã qua sử dụng mà, không nên quá yêu cầu nó đẹp quá. Tiếp nữa anh em có thể nhìn kỹ màn hình của 8 mà nó rất đen, đen kinh khủng luôn. Đây, mình có thể lau cho anh em dễ nhìn nhá, bám nhiều vân tay quá. Đây anh em thấy không, nó rất là đen. Đấy. Rất nhiều người ở trên mạng lừa đảo bằng cách bán một chiếc máy 8 mà lớt nhưng mà nó là hàng của Trung Quốc, nhái lại, hay người ta còn gọi là hàng Singapore ấy. Làm gì có Singapore anh em, mà Trung Quốc hết. Thế anh em có thể nhìn cái ảnh chụp của chỗ này, nó trắng nhờ nhờ luôn. Cái màn hình đẻo nó trắng nhờ nhờ chứ, chỉ có màn hình xịn thì nó mới đen như này thôi. Nhìn như một khối này nếu chưa bật lên này, còn bật lên đây đó, anh em có thể nhìn nó rất là đen luôn. Và tiếp nữa anh em soi thật kỹ nha, soi thật kỹ xem nó có một cái vết nào như ốc bị xoáy vào hay không, hay màu khác hay không. Những cái khu vực này này là hay thợ nó hay làm, nó là bảo sẽ xoáy ốc vào này. Đấy, thì cùng nhìn lên bên trên, đây là phía camera trước nha, anh em cùng xem cùng thật là trong này, thật là cân và không có bụi là ok nha. Phía loa trong nó có bẩn bẩn như thế này cũng không sao. Đây, như sản phẩm màu này nhá thì nó sẽ khó nhìn hơn một chút nha, anh em phải soi nhá, không có bẩn không sao. Phía bên trên này nó sẽ là cảm biến này. Đấy, bao giờ cũng chỉ là như này thôi, còn màu đen cũng có cái đấy nhưng mà nó khó nhìn hơn một chút, nhưng phải có nhá. Đó, thì là cảm ứng ngon. Tiếp đó chúng ta sẽ nhìn cùng vào phím home. Phím home của chiếc máy màu đen và chiếc máy màu đỏ này thì mình không nói bởi vì nó đều là màu đen cả. Đấy, còn phím home của chiếc máy màu vàng ấy nhá thì là màu trắng, nhưng mà cái viền này nó sẽ là màu bạc. Phím home của chiếc máy màu bạc này cũng là màu trắng nhưng cái viền này nó là màu bạc. Và anh em lưu ý, những chiếc máy màu trắng này phím home và màn hình nó phải có màu tương đồng với nhau. Màn hình ố quá không ăn thua, và phím home ố quá cũng không nên xem lại, nên lấy máy khác. Cái việc đấy là mình hiểu là cái máy đấy chưa chắc đã phải là con chuẩn, bởi vì là 8 Plus chưa ố nhiều đâu, màn hình ép kính lại nhiều khi nó trắng quá, nên anh em nhìn cảm như vậy thôi. Đấy, đấy đó, xem qua về hình thức. Bây giờ chúng ta sẽ cách xem màn hình có bị ép hay không ấy. Thì anh em đơn giản thôi, anh em cứ vuốt vuốt cái mép này. Sản phẩm 8 Plus nó ra công cực kỳ tốt luôn, cảm giác như một khối luôn này. Cảm giác như một khối luôn này. Đấy. Vuốt vuốt là rất là đều luôn. Nhìn. Sản phẩm này có khả năng, iPhone 8 Plus lại có khả năng chống nước nữa. Thành ra anh em cứ, nên anh em test thật kỹ chỗ này cho mình nhá. Anh em nhìn kỹ các góc này, xem có bị lòi cái răng đen đen hay không. Nếu lòi răng đen đen nó bị tháo rồi nhá. Nhưng sản phẩm lòi răng đen này không là chống nước nữa đâu. Đấy, tiếp nữa anh em bóp cái góc này. Bóp góc này. Đấy, nếu mà chặt, nếu mà chắc là ok, nếu mà bênh bỏ không lấy nữa. Đấy, đơn giản bên ngoài. Đó là cách xem bên ngoài, đơn giản như vậy thôi. Xem bên ngoài anh em chỉ mất có tầm khoảng 5 phút là anh có thể xem xong. Còn bây giờ là đến bước xem bên trong cũng khá là quan trọng. Không phải là mình mở ra nhá, sản phẩm này có trong nước không nên mở ra nhá. Mình xem bên trong bằng cách bằng nhiều cửa hàng đã không mở cho mình đâu. Đấy, nên chúng ta sẽ xem bên trong bằng cách là chúng ta mở máy lên và xem cấu hình bên trong có khớp với bên ngoài hay không. Đó ở chỗ này này, tí mình sẽ chỉ cho anh em. Đó ở chỗ này này, anh em bật máy lên nhá. Đây mình có một sản phẩm bật sẵn này. Đấy, mình sẽ kiểm tra sản phẩm này. Mình kiểm tra sản phẩm nào đâu, mình cứ chọn mặc định đi, sản phẩm này không cần. Đây, sản phẩm iPhone 7 Plus, 8 Plus màu đen nhá. Mình sẽ bật lên, mình sẽ bật thử chiếc máy này lên. Đây, chúng ta cùng xem nhá. Đây. Chúng ta sẽ vào chỗ phần cài đặt, vào chỗ phần giới cài đặt chung này, và phần giới thiệu này. Đây anh có thể nhìn thấy nhá. Hai sản phẩm này đã khác nhau một chút rồi, anh có thể thấy không? Đó, tên là 8 Plus này, cái kiểu số máy, cái này là LL, chữ N đứng đầu, cái này là KH. Thì LL đây có nghĩa là sản phẩm này được bán ra bởi thị trường Mỹ, còn KH này là của Hàn Quốc. Hàn Quốc với Mỹ và Nhật với Mỹ thì nó khác nhau nào? Mỹ thì tắt âm nhỏ ảnh, Hàn Quốc và Nhật nó sẽ không tắt âm nhỏ ảnh nhá. Đấy, thì nó có hai trường hợp như thế thôi. Nó cũng đơn giản thôi. Chữ N này là sản phẩm trả bảo hành này, chứ mà là sản phẩm thương mại thường. Nếu có chữ F là sản phẩm CPO anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem bằng cách là chúng ta ấn vào cái này. Ấn vào cái này. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái số A161864 không? Hay là cái này là A1897 này. Hai cái này là khác nhau nhé. Sản phẩm thì chưa khác nhau, thì những cái này thường thường sẽ là khác nhau. Đó là cái vấn đề chúng ta cần xem. Đấy, bây giờ thì mình sẽ làm màu đen, bởi vì màu đen nó sẽ dễ nhìn hơn trên camera. Mình sẽ chỉ cho anh em. Cái này thì ngày xưa ở trên 7 Plus, cái kiểu số máy này ngày xưa ở trên 7 Plus hay là những chiếc máy trước ấy, thì nó in sau lưng này. Nhưng sản phẩm 8 Plus trở lên nó sẽ không in, thì chúng ta xem ở đâu? Đơn giản thôi, nó nằm trên khay sim anh em ạ. Đấy, anh em có thể cháu khay sim đấy nhá. Anh em lật phía dưới này, nó nằm phía dưới giáp với màn hình ở trên khay sim. Ở trên camera thì rất là khó nhìn, nhưng ở ngoài anh em cực kỳ dễ nhìn luôn.
Đây mình chỉ anh em nhìn nó dễ. Đây nó nằm ở chỗ này anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn cái trang trắng không? Thì anh em tra đúng là A1864 là ok, trùng với cái này. A1864 này. Đấy, trong trường hợp chiếc máy này nó là A1897 nhá. A1897 này, trong trường hợp chiếc máy này là A1897 này. Mình sẽ cùng chọc qua nhá. Đây. Anh em có thể nhìn thấy này. Ở trên này nó sẽ in là màu trắng, nó rất là khó nhìn. Nó cũng sẽ là A1897 chuẩn như thế này thì ok. Nếu mà A1864 mà lại in A1867, chắc chắn là thay cái vỏ zin của chiếc máy Hàn Quốc vào chiếc máy Mỹ, đó cũng là thay. Và nếu không có, chắc chắn là cái vỏ lô, nên là em cũng không nên mua, phải trùng nhá. Và đặc biệt ở bên dưới đây nó sẽ có cái dòng chữ là được lắp ráp tại Trung Quốc bằng tiếng Anh nhá. Ở bên dưới này, bên trên này là số model ở bên dưới này sẽ là dòng chữ đấy. Còn khai sim mới in đâu, nó sẽ in ở trên khai sim này. Nhưng cái vấn đề hiện tại bây giờ mình mua nó là máy cũ, nhiều khi khai sim nó bị mất email, nó là chuyện bình thường, có nghĩa là không trùng ấy. Đấy, dãy số email nó nằm trên khai sim này. Đấy, bây giờ mình cầm cái hai con mình lắp nhầm vào nhau. Đây là hai cái màu khác không nói, nếu cả hai màu đen mình lắp nhầm vào nhau nó là chuyện bình thường. Nên anh em cũng không cần phải yêu cầu nếu có trùng khai sim hay không nhé, bởi vì là anh em yêu cầu người ta chạy ra ngoài, người ta in cái khai sim là mất khoảng 10.000 thôi. Mua khai sim 30.000 in mất 10.000 thôi. Thì anh em cũng sẽ bị đánh lừa đấy. Tốt nhất là không cần yêu cầu cái này làm gì cả, vì cái này bên ngoài mà. Đó là phần xem kiểu máy nhá, mình sẽ lắp lại khai sim này, mình lắp lại này. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách xem một phần trong cái đặt nữa để có thể xác định được 80% là màn hình có bị thay hay không nhá. Cái này cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, thì từ phần giới thiệu đúng không, anh em quay lại này. Quay lại này vào phần đây, màn hình và độ sáng nhá. Màn hình và độ sáng này, chiếc máy này mình cũng vậy nhá. Quay lại này, quay lại vào chỗ phần màn hình và độ sáng này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Nhìn thấy cái này nhá. Đấy, anh em có thể nhìn thấy chỗ phần độ sáng này, bên dưới chỗ độ sáng nó sẽ có phần là True Tone nhá, là cái này là chức năng này, tự điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp mắt mình khi đọc sách, đọc báo quá lâu. Đấy. Nếu trường hợp màn hình thay, thậm chí anh em thay màn hình xịn của chiếc máy này sang chiếc máy kia, chúng ta cũng không còn. Vì thế anh em mới khẳng định đã bị can thiệp màn hình hay chưa, được 80%. Vì sao mình lại nói 80%? Bởi vì có những thợ người ta có thể làm được chui tông bình thường rồi. Màn hình fake chưa chắc làm được, nhưng màn hình xịn của chiếc máy khác cũng có thể làm được rồi. Nhưng anh em cũng nên xem nhá, nên xem, còn chui tông thì khẳng định một phần 80% đó là màn hình đã bị chưa được thay. Đấy, đó là phần xem phần cài đặt. Và cuối cùng thì cũng rất là quan trọng, đó là mình sẽ xem về tra trên mạng, tra trên trang chủ Apple đây có phải sản phẩm bán ra hợp lệ hay không. Bằng cách là chúng ta lại vào phần cài đặt chung. Có hai cách, đó là chúng ta copy cái số email này, hoặc là chúng ta có thể copy cái số serial number nhá. Ở trong này thì chúng ta cũng thể xem được bộ nhớ đấy. Chúng ta có thể vào đây và nhìn thấy dung lượng này 128GB hay 32GB là bỏ luôn nhá, chắc chắn không phải xịn rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào một cái trang web. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối Wi-Fi đã. Phải có Wi-Fi để kết nối nhá. Chúng ta sẽ kết nối Wi-Fi. Ok, khi kết nối Wi-Fi xong nhá, chúng ta sẽ vào trình duyệt Safari này. Safari, và chúng ta sẽ search chữ check iPhone, hoặc là kiểm tra iPhone, hoặc là gì đó, tùy anh em. Nhưng quan trọng nhất là mục đích anh em sẽ vào trong web này nhá. Chúng ta sẽ vào cái trong web mà có logo của Apple này. Mình lưu ý lần nữa là anh em không, tuyệt đối không được vào trong web như là iUnlock cơ này, hay là những cái trang web kiểu như miễn phí như email.info, email.info, tất cả các thứ 9mobile.vn, anh em không được vào nhá. Hay email.info này tuyệt đối không được vào. Bởi vì sao? Bởi vì là những, nếu mà vào trong web này thì admin của trong web này người ta sẽ lấy được email của anh em thôi, và email của anh em thì được lợi gì anh em biết đâu. Tất cả những người dựng máy, người ta rất cần những email trắng, những email chưa hề có đăng nhập iCloud, để làm gì nào, để người ta dựng một con máy khác. Có nghĩa là người ta có một cái main chết, người ta sẽ có thể dựng được cái main đó đối với email trùng với của anh em, và sau đó người ta sẽ dựng lại một con máy bình thường và bán ra bình thường. Nếu anh em không dùng iCloud, hoặc anh em thoát iCloud mà người bên kia cũng dùng chung iCloud với anh em có thể bị khóa bởi tài khoản người kia. Đấy là lý do vì sao tự nhiên lại có cái máy của mình tự nhiên khóa tài khoản người khác, là vì thế nhá. Chắc trang web này rất là nguy hiểm, nó không cho ai miễn phí cái gì đâu. Nó là cái trang lấy thông tin của anh em đấy, lấy thông tin email của em đấy. Thì chúng ta nhìn lại này, chúng ta sẽ check vào cái trang này của Apple nhá. Chúng ta cùng nhìn lại đường link nhá. Đấy, chúng ta sẽ vào đây. Trang này là trang chính chủ của Apple luôn, rất là an toàn và rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là ghi số series của bạn vào. Cái này có thể dùng lấy email được, nhưng email anh em nhớ là khóa khoảng trắng ấy nhá. Số series liền không phải khóa nữa, xóa nữa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ấn này. Cái captcha này. Cái này nó hiện khó nhìn ghê nhỉ. Chắc là số 7. Đấy, sau đó ấn vào tiếp tục nhá.
Đây mình ấn captcha sai rồi anh em ạ. Ấn lại này, 1 này, P này, L này, 6 này. Đấy, nó ra thông tin như này là ok anh em nhé. Đây là một ngày mua hợp lệ và đã hết bảo hành rồi. Hai cái này là hết bảo hành rồi. Bảo hành trực tuyến thường sẽ là 3 tháng, cái này nó sẽ là 1 đến 2 năm. Nhưng hết rồi. Nhưng không quan trọng, quan trọng là đúng ra được 8 alert như này. Nếu trường hợp nó ra nó báo là chữ đỏ không có tồn tại, anh em không nên mua nhá. Những cái máy đấy thường thường là những cái máy dựng rồi, những cái máy ăn cắp, những cái máy mà Apple người ta từ chối quản lý rồi, thì những cái máy không nên mua, chắc chắn có vấn đề gì đó mới bị như thế. Mình khuyên anh em 100% không nên mua, bên mình thì không có đâu, chỉ có những cái máy nó báo ngày mua hợp lệ như này là ok. Và cái bước cuối cùng để anh em khẳng định 100% là máy của mình không bị khóa ai cả lao và không bị lóc lại, bởi vì là những cái máy của Mỹ này hay là của Nhật này thường thường rất dễ mà lóc lại, đến bản thân bọn mình nhiều khi cũng không biết, nhưng mà chỉ cần format này là đủ biết nó có bị lóc lại hay không. Anh em ấn vào cài đặt nhá. Anh em ấn vào phần cài đặt chung này, sau đó ấn vào phần đặt lại. Đặt lại nhá. Chúng ta sẽ ấn vào phần xóa tất cả nội dung và cài đặt. Đây là có mật khẩu giới hạn bên mình. Đấy, mình sẽ che đi. Ok, chúng ta sẽ xóa đi. Nếu không mật khẩu giới hạn thì nó xóa luôn, không cần anh cần anh em vẫn đăng nhập. Đó, sau chúng ta sẽ chờ khoảng 5 phút nó sẽ khởi động lại. Cái này rất quan trọng nhá, cái này để xác định được máy có bị lóc lại hay không và máy có bị dính ai cả lao ẩn hay không. Nên mua 100% iPhone anh em nên format tất cả các tiêu chí mình vừa hướng dẫn anh em xem ok, thì anh em sẽ làm cái bước cuối cùng là bước này và đi đến chốt con máy. Nếu trường hợp anh em không tin tưởng một cửa hàng nào khác, anh em có thể liên hệ với bên mình, comment bên dưới bên mình để mình liên hệ với anh em và sẽ ship anh em luôn. Khi ship anh em hoàn toàn không cần đặt cọc nhá, anh em chỉ cần cho mình thông tin là mình gửi đi, anh em kiểm tra máy ok anh em sẽ lấy nhá, và với thẻ thanh toán chứ không cần phải đặt cọc cho bên mình. Trường hợp mà anh em mua và dùng một thời gian bị lỗi ở xa thì anh em có thể gửi bên mình đổi ngay một chiếc máy khác, chứ không phải chờ đợi sửa chữa gì đâu anh em nhé. Mình sẽ bảo hành với tất cả các lỗi luôn, không ngoại trừ một lỗi nào cả, trừ trường hợp lỗi do anh em làm thôi. Lỗi anh em làm như là rơi vỡ này, vào nước này, chập cháy này là bên mình sẽ không bảo hành, bên mình sẽ bảo hành tất cả những lỗi do sản xuất sẽ đổi một chiếc máy khác luôn cho anh em. Thời gian ít nhất là 1 tháng và thời gian nhiều nhất là 12 tháng anh em nhé. Ok, khi máy lên thế này nhá thì anh em có thể nhìn lại màn hình xem có điểm chết hay không. Tất nhiên rồi, những cái chức năng như camera các thứ này anh em lên test. Cái này thì mình chỉ hướng dẫn anh em cách xem là sao nhanh nhất thôi, còn camera thì anh em có thể xem anh em test nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào này, chọn tiếng Việt này, chọn Việt Nam này. Đấy. Anh mới chờ đặt ngôn ngữ nhá và sau đó sẽ kết nối Wi-Fi nếu active được bình thường. Không dính ai cả nào là ok. Thế là thủ công nhá. Và chúng ta sẽ kết nối lại mạng Wi-Fi nào. Ok nha, cái bước này nó sẽ là bước kích hoạt. Nếu trong trường hợp có tài khoản iCloud nó sẽ yêu cầu anh em đăng nhập. Nếu trong trường hợp bị lóc lại nó sẽ yêu cầu anh em lắp SIM. Thế nên là anh em nên làm cái bước này nhá. Sau đó lắp cả SIM của mình vào để test cho yên tâm, nghe gọi các thứ, camera các thứ ổn là chốt lấy máy. Xong. Đấy, cùng nhìn lại này. 11 triệu hơn thôi, nó sẽ được một chiếc máy 8 Plus đẹp như này này. Nếu mà chiếc máy mà xấu hơn thì bên mình có thể sẽ không bán và hoặc là bên mình sẽ bán với giá rất là rẻ mạt luôn. Đấy, anh có thể nhìn thấy không? Đó, ok, bước này như này là ok nhá. Không có tài khoản rồi, không bị lóc lại rồi. Tiếp tục đi, thiết lập sau. Ok. Nhầm rồi. Nhầm luôn. Không chuyển ứng dụng dữ liệu. Ok. Không sử dụng. Đồng ý này, tiếp tục này, tiếp tục này, để sau đi, tiếp tục này, không chia sẻ, tiếp tục này, bắt đầu này, tiếp này, ok, đó, chúng ta đã kích hoạt bình thường, những sản phẩm như thế này là hoàn toàn quốc tế 100%, lắp thêm SIM một nữa, hiện sóng nó luôn ok, nếu lắp SIM vào và vẫn đẩy ra thì có vấn đề, đơn giản vậy thôi. Anh em xem và cảm thấy thiếu thiếu cái gì thì anh em sẽ comment và giúp mình nhé, giúp mình để mình bổ sung thêm để cho các anh em khác xem. Nếu anh em thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem và anh em subscribe kênh YouTube của mình để ủng hộ mình và để mình làm những clip khác cho anh em xem. Anh em muốn mua hàng của mình thì cứ comment bên dưới để lại số điện thoại, mình sẽ gọi điện lại nhá. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.